lô xe. Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một người rất yêu đồ. Anh em cũng được sống lại với người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho người từ tội chết sống lại. Anh em cũng đã chết vì tội lỗi, anh em và bởi không cách ví chính sách của anh em. Nhưng Thiên Chúa đã cho anh em chung được chung sống với người, người đã ân sáng mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ bản văn được bắt lợi cho chúng ta vì làm cho chúng ta bị kết án. Người đã hủy bỏ bản văn được bắt được đó bằng các đóng trên nó là thật giá. Đó là lời Chúa.